Thưa quý vị và các bạn, trong số hơn 12.000 loài thực vật, Việt Nam có gần 6.000 loài cho công dụng làm thuốc. Nhiều loài dược liệu được xếp vào loài quý hiếm trên thế giới. Thế nhưng do khai thác tự phát liên tục, khai thác quá mức mà không chú ý đến bảo vệ, tái sinh, nên nhiều loài dược liệu quý đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chính vì vậy, việc bảo tồn cây thuốc, đặc biệt là những loài có nguy cơ tuyệt chủng là vấn đề cấp bách. Một trong những giải pháp đang phát huy được hiệu quả đó là ứng dụng công nghệ sinh học. Đây là nội dung chính của chương trình tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đây là hệ thống hạ tầng đầy đủ trên diện tích hơn 100 ha, gồm khu nuôi cấy mô tế bào thực vật, vườn ươm công nghệ cao, phòng kiểm nghiệm giống, kho bảo quản giống, hệ thống rừng giống, vườn giống đầu dòng và khu khảo nghiệm đối với tập đoàn gần 80 loài cây gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ và dược liệu quý của Việt Nam. Hệ thống vườn ươm chất lượng cao này đang bảo tồn và nhân giống những loài dược liệu quý hiếm như đinh lăng, ba kích, sa nhân, kim tuyến, thông đất, lan kim tuyến, gừng gió cho khả năng sinh trưởng tốt, hàm lượng dược tính cao và có giá trị kinh tế. Chúng tôi đã lưu trữ bảo tồn của 26 loài cây dược liệu quý là trong cái chương trình của cái trọng điểm của quốc gia. Thì trong đó là nhìn chung ấy là những cái mô hình này nó đều có những cái tính chất thành công và đang lan tỏa, và sắp tới những cái giống cũng như quy trình công nghệ này sẽ được đưa vào cho phục vụ cho chính cái chương trình mà phát triển dược liệu quý cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030. Để nhân giống được những loại dược liệu quý hiếm, phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật này đang nghiên cứu trên 20 đối tượng cây giống. Từ công nghệ lai tạo các nguồn gen tốt, nhân giống từ nuôi cấy mô tế bào, hàng năm, viện cung cấp từ 8 đến 10 triệu cây giống chất lượng cao, gồm cây lấy gỗ và các loài cây dược liệu trên quy mô công nghiệp. Với công nghệ về nuôi cấy mô tế bào thực vật là một công nghệ hiện đại, nó đem lại hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống trước đây. Trước đây người dân có thể bảo tồn và sản xuất cây giống, chủ yếu phục vụ sản xuất thì nhờ vào công nghệ đó là gieo hạt hoặc là dâm hom cành. Khi khoa học công nghệ hiện đại thì công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Cây sản xuất ra thì sẽ đạt hiệu quả cao, chất lượng tốt. Chúng ta có thể sản xuất đồng đều số lượng cây lớn cùng một thời điểm và chất lượng cây cũng đạt hiệu quả cao hơn. Nguồn gốc cây rõ ràng và sạch bệnh sẽ đem lại hiệu quả cao cho người dân ạ. Thực tế cho thấy, ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống đã tạo ra các cây con cải thiện di truyền so với dòng bố mẹ như thân thẳng hơn, tán tròn, cải thiện năng suất, không nấm bệnh, chịu được biến đổi khí hậu, chất lượng đồng đều hoặc hoạt tính cao hơn đối với cây dược liệu. Do vậy, tập hợp được nhiều ưu điểm phục vụ cho nhu cầu giống ở quy mô công nghiệp. Điều này đưa viện trở thành một trong những đối tác cung cấp giống uy tín trong vùng và cả nước. Hàng năm chúng tôi có một cái kế hoạch đặt hàng với viện về cây nông nghiệp cũng như cây dược liệu. Thì bà con là rất chi là tin tưởng về cái cây giống của viện, đặc biệt là viện có một cái đội ngũ sản xuất cây giống nuôi cấy mô sau khi trồng là sinh trưởng phát triển là tốt và nó dễ chăm sóc. Ngoài ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo tồn và nhân giống, thời gian gần đây, viện đã đi sâu vào làm chủ công nghệ sinh học phân tử và hóa sinh phân tử trong chọn tạo nhằm góp phần thúc đẩy ngành dược liệu. Điển hình là thông qua tiểu dự án FIRST với Ngân hàng Thế giới và Bộ Khoa học Công nghệ với đề tài nâng cao năng lực nghiên cứu và hoàn thiện quy trình nhân giống loài dược liệu thông đất quý hiếm, có giá trị kinh tế cao trên quy mô công nghiệp, phục vụ bảo tồn, khai thác và phát triển vững. Nghiên cứu này đã hoàn thành việc xây dựng được hệ thống phòng thí nghiệm sinh học phân tử và hóa sinh đạt tiêu chuẩn phục vụ cho nghiên cứu chuyên sâu, làm chủ được công nghệ sử dụng chỉ thị phân tử nhận dạng loài, phương pháp định tính, định lượng dược liệu để phân tích hoạt chất dược liệu. Thì ngay như việc trong cái việc đặt hàng là chỉ cần 11 xuất xứ, nhưng chúng tôi làm đến 33 xuất xứ của tất cả cái thông đất để chữa cái bệnh teo não. Và chúng tôi thậm chí còn sưu tầm các cái bộ tập đó từ các cái nước. Và chúng tôi đã đăng ký được 11 cái đoạn gen của 11 cái xuất xứ mà có cái hàm lượng upper A là cao nhất trên cái ngân hàng của thế giới. Sau dự án, viện đã tạo được 70.000 cây giống thông đất, khắc phục được nhược điểm hiệu suất thấp và thời gian dài của phương pháp nhân giống tự nhiên. Cây giống thuộc dự án tạo ra không chỉ đơn thuần là phương pháp để nhân lên từ nguồn sẵn có, mà các nhà nghiên cứu đã phải chọn lọc, phân tích trình tự gen và lai ghép từ 10 loại thông để có được giống có hoạt tính chữa bệnh cao nhất, đồng thời có khả năng chịu đựng được các điều kiện môi trường thời tiết khắc nghiệt.
Thì trong cái công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ sinh học đây, chúng tôi vừa ứng dụng về cái nhận dạng sinh học phân tử để nhận dạng nó có đúng loài, đúng giống hay không. Và trên cái cơ sở đó tiếp tục là trong cái việc đúng giống, đúng loài rồi, thì chúng tôi lại dùng cái hóa sinh phân tử ấy, hóa sinh ấy, để xác định là cái hoạt tính của nó bao nhiêu. Và trong đó thì chúng tôi lại tìm ra những cái mà cái gen tốt, thì lại tiếp tục đó là lai tạo để tạo ra một cái con lai, một cái giống lai nó tốt nhất. Nó vừa có cái khả năng là sinh trưởng, phát triển cái khả năng chịu đựng tốt này, vừa có hoạt tính cao này. Và như thế thì đưa ra thì mới đảm bảo được những cái vấn đề cho cái người trồng. Thế thì đấy là những cái mà chúng tôi đang hướng đến. Không chỉ tạo ra những giống cây giống có chất hoạt tính dược liệu cao, viện còn đưa ra quy trình trồng ở quy mô lớn nhằm tạo công ăn việc làm cho bà con miền núi, vùng cao. Không ít giống cây tạo ra đã được trồng miễn phí ở nhiều xã miền núi xa xôi tại Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lào Cai, Hà Giang. Thời gian tới, đại diện lãnh đạo viện cho biết sẽ tập trung nghiên cứu sâu hơn về những loài dược liệu quý và các loài cây có khả năng tuyệt chủng nhưng có giá trị cao về mặt y học và kinh tế để vừa giúp cho vấn đề sức khỏe của cộng đồng và thu nhập của người dân đồng ở miền núi, đồng thời xây dựng quỹ gen để bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam. Ô tô điện là xu hướng mới đang bắt đầu ở Việt Nam. Muốn sạc ô tô điện phải có chạm sạc cắm dây. Tuy nhiên, sạc cắm dây tồn tại một số nguy cơ gây mất an toàn, sử dụng không thuận tiện, nên các nhà khoa học đang phát triển công nghệ sạc không dây, tự động hóa quá trình sạc điện. Có thể hình dung, đi ô tô về nhà, chỉ cần chỗ đỗ xe là ô tô được sạc một cách tự động. Đây là một trong những ứng dụng quan trọng của công nghệ chuyển điện không dây. Những năm gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới đã đẩy mạnh hoạt động phát triển công nghệ chuyển điện không dây. Và tại Việt Nam, công nghệ này cũng được các nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu. Đây là mô hình thực nghiệm điều khiển bám trở kháng tối ưu hệ thống sạc không dây động của nhóm nghiên cứu tại Trường Điện, Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo đại diện nhóm, hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu phát triển công nghệ sạc khi xe đang di chuyển, công nghệ sạc không dây động. Sạc như vậy sẽ kéo dài thời gian di chuyển của ô tô. Chỉ cần chạy trên quãng đường có lắp hệ thống truyền điện dưới mặt đường, xe sẽ tự động được sạc, có thể đi tiếp một quãng đường dài hơn mà không cần dừng lại. Làn đường sạc này có thể phục vụ nhiều xe điện trong cùng thời điểm. Cái hệ thống này là mô tả cái hệ thống sạc khi mà xe đang di chuyển. Đấy. Thế thì để sạc được cho xe khi đang di chuyển ấy, thì hệ thống gồm có các cái cuộn dây truyền. Cái cuộn dây này sau này nó sẽ được tích hợp ở dưới mặt đường. Đấy thì gồm có các cái cuộn dây dài như ở đây. Trong cái mô hình thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm thì chúng tôi triển khai đây là gồm có 9 cuộn dây truyền nằm ở dưới mặt đường như thế này. Thế sau đó thì đây là cái hệ thống truyền năng lượng. Thế còn cái hệ thống nhận thì nó nằm ở cái bộ phận này. Thì ở bên dưới cái chỗ này là có một cái cuộn dây ở dưới này. Và cái cuộn dây này sẽ nhận năng lượng từ phía dưới này, nhận lên. Và sau này thì cái cuộn dây nhận này nó sẽ được tích hợp ở dưới gầm của các xe ô tô. Đấy. Và từ cái cuộn dây này lên trên thì nó có các cái mạch điện. Cụ thể theo chuyên ngành thì chúng tôi gọi đây là cái mạch bù. Mạch bù, thế sau đó thì cái này là mô tả cái phụ tải, tức là sạc cho ắc quy đấy. Thì có thể ở đây tùy theo các cái thí nghiệm khác nhau mà chúng tôi có thể nối vào đây là cái ắc quy hoặc là cái tải điện trở, hoặc là tùy theo các cái nghiên cứu. Đấy. Và cái cơ cấu này thì nó có thể di chuyển dọc theo cái đường này để mô tả cái quá trình xe di chuyển. Đấy. Và trong quá trình xe di chuyển thì năng lượng sẽ truyền từ dưới cuộn ở bên dưới này truyền lên trên và nạp cho ắc quy ở bên trên này. Không chỉ nghiên cứu phát triển công nghệ sạc mới là sạc không dây động, các nhà khoa học tại Việt Nam còn nghiên cứu phát triển hệ thống truyền dẫn năng lượng không dây tích hợp siêu vật liệu nhằm nâng cao hiệu suất. Loại vật liệu này có thể tạo ra độ từ thẩm âm trong vùng tần số hoạt động, giúp cho hệ thống truyền dẫn năng lượng trong một khoảng cách nhất định. Hiện hệ thống do nhóm nghiên cứu đạt hiệu suất trên 50% tại khoảng cách 25 cm, công suất đạt từ 5 đến 10 kW. Nhóm nghiên cứu chúng tôi lựa chọn một cái hướng, đó là sử dụng cái tấm vật liệu mới có tên là siêu vật liệu hoặc là vật liệu biến hóa và tiếng Anh là metamaterial. Thì tấm vật liệu này có khả năng tạo ra cái độ từ thẩm âm trong cái vùng tần số hoạt động và do đó là có thể duy trì đồng thời cái hiệu suất cũng như là khoảng cách truyền dẫn đạt giá trị tương đối cao. Thì
Hiện nay chúng tôi cũng đã thử nghiệm và một chế tạo một số các hệ sử dụng cái tấm vật liệu siêu vật liệu này thì hiệu suất truyền dẫn nó có thể lên đến trên 50% với khoảng cách truyền dẫn xa hơn các cái hệ thiết bị thương mại. Mặc dù những nghiên cứu trên mới chỉ dừng lại ở dạng mô hình, vận hành trong phòng thí nghiệm và chưa thể thương mại hóa, tuy nhiên, để kịp thời đưa nhanh những ứng dụng của công nghệ truyền dẫn không dây vào cuộc sống, các nhà khoa học đã chủ động hợp tác với doanh nghiệp để thương mại hóa nghiên cứu của mình trong những ứng dụng khác phù hợp. Công nghệ truyền điện không dây có một cái tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai, không chỉ trong lĩnh vực ô tô điện để giúp chúng ta có thể sạc điện nhanh và hiệu suất cao khi ô tô di chuyển trên đường. Công nghệ sạc điện không dây còn có thể ứng dụng trong các lĩnh vực trong các lĩnh vực liên quan đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Hãy cứ thử hình dung chúng ta đi vào một cái ngôi nhà đấy, nhưng mà hiện nay rất nhiều các cái dây dợ kết nối các cái thiết bị điện với nhau, nhưng trong tương lai nếu chúng ta đi vào trong nhà mà chúng ta không nhìn thấy bất kỳ một cái sự kết nối của các cái thiết bị điện trong nhà thì đó chính là cái sự phát triển của cái và thành tựu của lĩnh vực truyền điện không dây. Đấy, ngoài ra truyền điện không dây còn có các cái tiềm năng trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau nữa. Có thể thấy công nghệ truyền điện không dây sẽ là một công nghệ phổ biến trong tương lai gần và sẽ thay đổi cuộc sống của con người một cách mạnh mẽ. Đây là một công nghệ tiềm năng trong tương lai, đòi hỏi việc nghiên cứu và phát triển ở mức trình độ cao. Với điều kiện ở Việt Nam, nếu được đầu tư các thiết bị cần thiết, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ và phát triển công nghệ này trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, ước mơ bay vào bầu trời từng bị loài người xem là hoang đường, nhưng cũng không thiếu những con người luôn nhiệt huyết khám phá những điều bí ẩn và tin vào sức mạnh của sự chinh phục. Anh em nhà Wright chính là những người như vậy. Và cách đây hơn 120 năm về trước, hai anh em người Mỹ trở thành những người đầu tiên thử nghiệm thành công cho máy bay bay được. Bằng sự thông minh và say mê hiếm thấy, họ đã trở thành những người đầu tiên bay lên bầu trời, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của nhân loại. Đây là bang Ohio tại Mỹ, nơi một giấc mơ lớn lao đã trở thành hiện thực. Đó là giấc mơ của anh em nhà Wright, giấc mơ được bay lên không trung đã được ấp ủ từ khi hai anh em còn nhỏ. Wilbur Wright, người Anh với tính cách trầm lặng, yêu thích sách vở, viết lách. Và đây là Olive Wright, người em trai lại ưa hoạt động và đam mê máy móc. Hai ông sinh ra tại thành phố Dayton, bang Ohio. Hai anh em cùng nhau mở một cửa hàng sửa chữa xe đạp. Chính ở nơi này, hai người đã bắt đầu khám phá sự kỳ diệu của kỹ thuật, dấn thân và nghiên cứu chế tạo máy bay. Suốt nhiều năm trời, hai anh em đã làm việc cả ngày lẫn đêm trong căn phòng nhỏ của cửa tiệm. Ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt nghi hoặc, cho rằng đây là điều hoang đường. Không ai tin hai anh em nhà Wright có thể thành công. Chuyển đất ngút ngàn này chính là nơi hai anh em nhà Wright đã tiến hành những thử nghiệm đầu tiên của mình. Và giây phút lịch sử đã tới, ngày 17 tháng 12 năm 1903, người em Olive trèo vào khoang lái của chiếc máy bay lúc đó được đặt tên là Flyer 1, rồi cất cánh từ mặt đất lên bầu trời. Đó chính là khoảnh khắc được mong đợi nhất. Nó bay được khoảng 12 giây và rồi hạ cánh ở cách đó 36 mét. Việc con người có thể bay trên bầu trời đã không còn là một giấc mơ hoang đường nữa. Với anh em nhà Wright, nó hoàn toàn có thể và đã trở thành hiện thực. Wilbur đã thực hiện các kỹ năng điều khiển máy bay kéo dài tới 8 phút trước đông đảo công chúng. Thành tích của anh em nhà Wright lần đầu tiên được nhìn nhận ngoài phạm vi nước Mỹ. Vinh quang đến với hai anh em khi họ được cả thế giới chào đón. Thế nhưng họ vẫn không ngừng làm việc với mong muốn hoàn thiện hơn nữa kỹ thuật của mình, với khao khát được cống hiến cho sự phát triển vượt bậc của ngành hàng không thế giới. Điều tách biệt anh em nhà Wright với những người tiên phong hàng không khác là họ đã phát triển một cơ chế hiệu quả để điều khiển máy bay của họ. Hệ thống điều khiển ba trục vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, hơn 100 năm sau khi phát triển. Ngày 30 tháng 5 năm 1912, Wilbur qua đời do bạo bệnh. Người em Orville một mình điều hành công ty Wright. Câu chuyện kịch tính và hấp dẫn nhất cũng dừng lại ở đó, nhường chỗ cho những người nối tiếp tương lai. Và hành trình đầy kiên trì bền bỉ, không ngừng nỗ lực vì đam mê của họ cho tới nay vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi người. Khi tới tham quan khu tưởng niệm này, nơi đây được khắc ghi dòng chữ: chuyến bay thành công đầu tiên trên thế giới, ghi nhận một thành tựu phi thường mãi mãi đi vào lịch sử, và anh em nhà Wright, họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình, là những người đầu tiên bay trên bầu trời.